Ngày xưa mày học khối gì? Làm sao? Khối A đúng không? Mày học vật lý kiểu gì? Mày lại định dở cả kiến thức vật lý rồi mày để dạy tao à? Nè, mày vừa lấy điện thoại em tủ lạnh ra đúng không? Ờ. Tập lạnh thì mọi vật nó đều như nào? Nó đều bị co lại. À. Đúng rồi, con này khá xếp đi không ạ? Ơi, con này khá được. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại một cái clip để mình chứng minh cho các bạn thấy là cái độ não cá vàng của Nhung Béo. Đây là chiếc điện thoại iPhone 12 mà em vừa mới nhờ Nhung ship về cho em để em tặng cho cò nhân dịp nó mới được học bổng. Đấy. Thế xong rồi em không hiểu tại sao não nó để đâu nó vứt bố điện thoại vào tủ lạnh. Và sẽ bảo có cay hay không. Đó. Và nó để mấy tiếng đồng hồ cái điện thoại trong này rồi ấy. Bây giờ em phải quay lại bằng clip này để em làm bằng chứng cho nó không cãi được. Còn báo cáo sếp, đây là điện thoại iPhone 12 vừa mới mua để tặng ông cò. Ông ấy được học bổng 2 triệu. Đấy, nhưng ông đòi điện thoại 26 triệu. Đấy, iPhone 12 mà lại phải màu xanh óng. Đấy, các bản đặc biệt, bản xịn nhất của iPhone 12. Rồi, thế mới tài. Sẽ bảo cuộc đời em sống với con Nhung với thằng cò này sẽ bảo em có chịu được nhiệt. Chắc chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi là không bao giờ mọi người thấy em quay clip gì nữa cả. Bởi vì là lúc đấy là em vỡ lỡ, em lặn không sủ tăm rồi. Đấy, còn bây giờ em sẽ đi cất cái này lại. Cất cài đi xong bắt đầu là tí lại em sẽ gọi con Nhung lên và em sẽ tra hỏi nó để xem nó có nhớ và nó để điện thoại đâu không. Đó. 1 hour later. Quay đâu này. Quay. Mày lại quay cái gì? Tao quay lại clip để tao hỏi tụi mày. Tao đang nghi mày là con ăn cắp. Nha. Mày điên hả? Không bao giờ luôn. Thế bây giờ tao hỏi mày, tao nhờ mày ship cái điện thoại iPhone 12 về cho tao để tao tặng thằng cò. Nhưng bây giờ iPhone 12 đâu? Mà tại sao tao về tao gọi cho mày không được? Thì tao cứ để đâu đây, mày tìm thì mày mới hỏi chứ. Mày để ở đâu? Tao không thể tìm thấy được. Túi màu cam cam, nhà này tao nhiều, tao mua nhiều đồ lắm nhá. Nhiều đồ, nhiều màu cam cam lắm. Mày để đâu? Có phải là mày lấy mày bán đúng không? Mày điên là tao bán, tao phải ngồi đây, tao đòi tiền ship của mày. Thế bây giờ mày để đâu hay mày để quên ở dưới bãi gửi xe? Không, tao không biết nhá. Tao còn cầm nhá, xong rồi chú bảo vệ còn nhìn thấy tao xong còn hỏi là có cái gì đấy. Thế tao còn bảo tao quay thông 12, xong rồi chú bảo là cầm cẩn thận xong rồi mất cơ mà. Hay là mày lại mày. Xong tao còn lên thang máy cơ. Xong rồi tao còn gặp một cái chị, xong chị ấy hỏi tao là cái gì, xong tao bảo là iPhone 12. Thế là chị khen tao vừa sinh xong rồi lại còn vừa có iPhone 12 sớm mà. Thế cuối cùng mày để đâu, bố mày không phải hỏi nhiều nhá. Tao mang vào nhà, nhưng mà mẹ con não cá vàng này. Tao mang vào nhà rồi, mày tìm kỹ chưa? Tao tìm hết rồi. Thì tao chỉ mang vào nhà xong rồi tao sang thằng xóm thằng ấy luôn mà. Thế mày mang vào nhà mày nhớ lại nhanh. Mày vào nhà tao việc đầu tiên mày làm là cái gì? Mày để ở đâu? Bỏ hỏng không, tao ném đi bộ, tao dọn dẹp bộ thôi. Đấy, thì xong mày làm gì nữa? Xong rồi, tao thấy tủ lạnh nhà mày không có gì ăn, xong tao sang hàng xóm, tại vì tao thấy là cái gì hàng xóm tao sang hàng xóm, mời đồ ăn ngon. Khôn phết nhỉ. Tao đi luôn. Thế xong rồi điện thoại để đâu? Bố mày hỏi mục đích chính điện thoại để đâu? Mày sang thì mày chỉ sang vì cái tủ lạnh người ta thôi, thấy không? Không. Chứ mày sang mày làm cái mẹ thì mày dọn đi ở trong tủ lạnh người ta. Xong rồi mày để mẹ cả điện thoại vào trong tủ lạnh. Hả? Thế? Hả? Con hở thế à? Cái gì? Mày tìm sao mà con hỏi tao? Đánh chết cha rồi chứ bây giờ cái điện thoại nó không hay là đồ đông lạnh, mày ra mày để tủ lạnh. Mày hân à? Cây tao để trong đấy còn xanh mẩn ra. À. Thế làm sao? Nó bây giờ nhá, tao mà lấy ra ấy, nó mà hỏng ấy, đền gấp đôi. Hiểu chưa? Mày cứ ngồi mày mày đi cơ. Không có về, mày ngồi im đấy. Để tao bóc điện thoại ra đã. Nó mà hỏng cái gì nhá, đền gấp đôi. Thôi bực mình mày rồi đấy. Không nhờ cái việc gì xã hội. Này, đây nhá, điện thoại đây nhá. Giờ tao ngồi tao bóc trước mặt mày nhá. Được chưa? Thiếu cái gì nhá, xác định đền gấp đôi. Ok. Này, nhìn bóc này. Nha. Úi giời ơi. Đúng ai phùng mày hàng khác mà. Màu đẹp long lanh, trông vậy thôi. Này, 3 tháng nữa nhá. Mà có điện thoại này dùng á, chả dùng vội. Nhưng mà sao nó bé thế nhỉ? Hình như là con đời mới này sao nó lại bé hơn con đời cũ. Đúng rồi, bé hơn thật. Nhung. Hả? Bạn ơi. Cái gì? Bạn ship điện thoại cho tớ kiểu gì? Bây giờ điện thoại đời mới lại còn bé hơn cả điện thoại đời cũ. Ôi. Sao lại không biết? Sao lại bạn lại không biết? Ôi, tớ đừng này, bóc trước mặt nhé. Ngày xưa mày học khối gì? Làm sao? Khối A đúng không? Mày học vật lý kiểu gì? Mày lại định dở cả kiến thức vật lý rồi mày để dạy tao à? Nè, mày vừa lấy điện thoại em tủ lạnh ra đúng không? Ờ. Tập lạnh thì mọi vật nó đều như nào, nó đều bị co lại.
À. Ui giời, con này khá xếp đi không ạ? Ơi, con này khá được. Cái gì đâu phải thế. Bây giờ nếu mà bây giờ nếu mà nó co lại như này mà chẳng may tao mở ra nó hỏng thì sao? Tao không đem đi bảo hành được thì sao? Thì mày làm nào cho đây nhà có máy sấy iPhone vào nồi chiên dầu, từ iPhone 5 inch nó biến thành iPhone 7 inch. À. Nó có bảng thì nở lại được chứ nhỉ? À. Học hành kiến thức ghê. Được lắm, con lợn này, tao nói cho mày biết nhá. Bây giờ mà tao mang cái iPhone này đi mà tao không bảo hành được thì mày đừng trách tao nhá. Mày biết điện thoại tao mua bao tiền không? Tao biết đâu được. Hả? Tao bận tâm làm gì? 27 triệu 90 nghìn. Đấy là giá gốc. Tao đặt cọc trước 1 triệu rồi. Nên là tao lấy được cái giá là 26 triệu 90 nghìn. Mà nhá, người ta bảo hành cho tao là 24 tháng. Chứ bình thường người khác ấy là chỉ bảo hành 12 tháng thôi nha. Và cái này ấy nó chỉ cái chế độ này nó chỉ có 50 suất thôi. Mày hiểu chưa? Ý tao muốn nói ấy, là bây giờ hỏng chưa chắc mày đền lại được đúng sản phẩm mà tao được bảo hành 24 tháng. Mày hiểu không? Bảo hành 2 năm nha. Mà tao nói là biết, tao đang thấy điện thoại này thiếu rồi đấy. Thiếu gì mày tin à? Thiếu cái gì à? Đây là cái gì? Que chọc sim à? Cái que chọc sim mà trong này nó làm cầu kỳ, nó có cái giấy hướng dẫn chọc sim à? Ờ. À, dây sạc. Thế củ sạc đâu? Lại không biết. Thì... đánh bỏ mẹ bây giờ củ sạc tai nghe ở đâu? Cái này, cái để điện thoại trong tủ lạnh thì nó teo lại thì củ sạc với tai nghe nó phải teo thì nó mới dùng được cái điện thoại chứ. Ồ, thế bây giờ mày biến hóa kiểu gì? Để cho nó có lại củ sạc tai nghe tao ấy. Hay mày lại vất cả cái này vào nồi chiên không đâu? Bố mày lại dã chậm giờ. Mày biết củ sạc với tai nghe của iPhone 12 bao tiền không? Hả? À? Bố mày dãi rồi đấy, đừng có mẹ mày lươn khươn nhé. Mày ơi, bực mình rồi đấy. Mày điên à? iPhone 12 là mày có cục sạc với tai nghe. Không qua. Không qua. Mày mẹ cho tao gì? À, được lắm, con ạ. Nhá, mày cứ nhớ đấy. Rồi, để tao cặp thằng cò. Rồi nó sẽ luộc mày. Nếu mà nó dùng có vấn đề gì, cứ tàu con đung nó đổ nhá. Hơi bị cày chứ bạn. Nãy giờ mới biết điện thoại iPhone 12 không cục sạc tai nghe. Mày trêu tao thì có. Cứ đợi đấy.